Hello, xin chào mọi người. Tin vui, mình lại có dòng sản phẩm mới để giới thiệu đến các bạn đây. Đó chính là Nokia 2.3. Trên tay mình là con Nokia 2.3 màu xanh dương. Rất là đẹp nha các bạn. Thiết kế khá là mới mẻ. Lát mình sẽ giới thiệu chi tiết đến các bạn. Thoạt đầu mình nhìn con này thì nó hơi thô một chút xíu nha các bạn. Nokia 2.3 hiện tại là giá là 2 triệu 590 ngàn. Nếu các bạn mua trả góp thì sẽ không được giảm giá. Còn nếu mà mua tiền mặt sẽ được giảm 200, là còn 2 triệu 390 thôi. Hiện tại đang có hai ngân hàng hỗ trợ là ngân hàng HC và ngân hàng FE hỗ trợ trả góp cho con Nokia 2.3 này. Nokia 2.3 sử dụng công nghệ màn hình TFT HD cộng, màn hình giọt nước 6,2 inch nha các bạn. Thiết kế khung sườn là chắc chắn, thương hiệu Nokia quen thuộc, được đặt gần nút home. Về thiết kế của điện thoại thì ở dưới điện thoại là loa ngoài, jack sạc micro, ủa jack tai nghe 3.5 biết nằm đâu rồi. Bên tay phải màn hình điện thoại là nút nguồn các bạn. Tới đó là nút tăng giảm âm lượng. Jack tai nghe 3.5 được để lên đầu nha các bạn. Bên tay trái màn hình điện thoại là khe cắm sim. Con này hai sim hai sóng kèm theo cho thẻ nhớ lên 512 GB. Tiếp đến là nút gọi trợ lý ảo. Thiết kế khung trái phải trên dưới của con này rất là vuông vắn nha các bạn. Đây là phần cài đặt của máy. Các bạn nhìn cái giao diện của Nokia này khá là giống với mấy dòng sản phẩm Vsmart đúng không? Rất là giống luôn á. Các bạn trải nghiệm với dòng sản phẩm Vsmart các bạn có thể thấy. Rồi thiết kế mặt lưng sau các bạn. Logo Nokia nằm ở giữa. Camera được thiết kế hai camera. Camera chính là 13 megapixel, camera phụ là 2 megapixel và cuối cùng là đèn flash. Camera thiết kế nằm ở giữa. Camera selfie là 5 megapixel. Nokia 2.3 chụp ảnh thì có chế độ xóa phông, tự động lấy nét. Nút đa nhiệm thì chỉ có một nút ở home ở giữa và bên trái là nút lúc latch thoát đó các bạn. Đây là giao diện của máy. Nokia 2.3 chạy hệ điều hành là Android One dựa trên nền tảng Android 9, chip MediaTek MT6761 4 nhân, hay gọi là Helio A22, tốc độ là 2.0, xài chip đồ họa là Powerwall VGGE 8320, RAM 2 GB, bộ nhớ 32 GB. Các bạn có thể thấy thì con này thiết kế khá là dày nha. Dày 8,68 mm và nặng 183 g. Con này mình cầm thì mình có cảm giác là cái phần dưới của nó khá là nặng. Khá là nặng các bạn. Còn phần trên nó hơi nhẹ một chút xíu. Thiết kế khung kim loại mặt lưng bằng nhựa. Các bạn có thể thấy thiết kế khung kim loại bởi vậy nhìn rất là vuông vắn các bạn. Các khung bên trái bên phải cũng như ở trên ở dưới rất là vuông vắn. Mặt lưng bằng nhựa. Pin con này là 4000 các bạn, pin 4000, pin chuẩn Li-ion. Nokia 2.3 thì chế độ bảo mật là chỉ mở khóa bằng khuôn mặt thôi, không có vân tay các bạn. Và mới ra mắt vào tháng 12. Mới ra mắt đây thôi, hai SIM hai sóng kèm theo trợ 512 GB. Bây giờ mình sẽ test thử các bạn nút gọi trợ lý ảo Google này. Các bạn chỉ cần nhấn vô và chị trợ lý ảo sẽ xuất hiện và mình chỉ cần nói blah 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 blah. Các bạn muốn tìm cái gì thì cứ nói nha, là chị sẽ search cho các bạn thôi. Sau đây mình sẽ test camera các bạn coi nha.
Camera của Nokia 2.3 thì có rất là nhiều chế độ như là video nè, ảnh nè, chụp chân dung. Bên cạnh đó còn có ảnh toàn cảnh, tua thời gian và hình vuông. À, lens. Mình thử chế độ lens các bạn coi có như thế nào nha. Cái này như là chế độ nhận dạng vật dụng á, mình chỉ cần đưa cái camera đến một cái vật dụng gì đó, xong rồi mình nhấn search nó sẽ hiện ra thông tin của vật dụng đó. Lấy cái nhẫn của mình thử, mình xẹt cái nhẫn của mình thử có ra gì các bạn. Trời, mình sợ cái nhẫn của mình nó ra iPhone 6. Không, nó cũng hiểu ý đó, nhẫn của mình cũng trị giá bằng cái iPhone 6 nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ search cái con Nokia 2.2 này coi nó ra cái gì nha. À, mình chạm vào cái điện thoại, sau đó mình nhấn search. Trời ơi, nhìn cái điện thoại Nokia 2.2 nó ra sao thành iPhone 7. Chắc nó nhìn thấy màu đen tưởng iPhone 7 các bạn ơi. Ôi buồn chán cho cái chế độ lens này quá. Mình sẽ qua chế độ chụp ảnh, mình chụp một tấm ảnh các bạn trải nghiệm nha. Với camera chính là 13 megapixel, camera phụ là 2 megapixel. Thấy mình cảm nhận thì với camera của Nokia 2.3 khá là ổn định nha các bạn. Nói chung là về tấm hình nếu mà thay 10 điểm thì mình sẽ chấm con này khoảng 6 điểm. Nói chung là ok được thôi, chứ không đẹp nha. Màu sắc cũng ok, độ sắc nét cũng ok, ánh sáng cũng ok. Với tầm giá 2.390.000 thì nói chung là ok là ngon rồi, chứ không mong đợi gì nhiều các bạn. Không tệ là được. Rất là nhiều chế độ ở phần camera. Đây là chế độ làm đẹp, từ thang 0 điểm đến thang 10 điểm. Sẽ cho làm đẹp tấm hình của mình lên. Nokia 2.3 chip MediaTek MT67614 nhân. RAM 2GB, bộ nhớ 32GB, pin 4000. Con này thì thiết kế vỏ máy thiết kế nano 3D các bạn, cảm giác cầm rất là chắc tay. Màu xanh, thiết kế khung kim loại vuông vắn. Con này thì các bạn theo như mình cảm nhận thì cái mặt lưng của nó thiết kế hơi nhám một chút xíu, không có bóng nữa các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video mình. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình để đón xem những sản phẩm, giới thiệu sản phẩm tiếp theo nha. Ok, tạm biệt các bạn.